Vâng, thưa quý vị và các bạn, gió biển đang có mặt dưới những cái trụ cầu bên địa phận huyện Y Yên. Và đây là phần đầu mố này mọi người. Cầu này được thiết kế 5 dầm. Và phía phần cuối này thì các trụ được làm thấp xuống để tạo độ dốc thoải. Mọi người có thể quan sát được cầu đống cao thì sắp đưa vào sử dụng rồi. Đó, phía trên là những cái hệ thống đèn chiếu sáng đã rất là chỉnh chu và được lắp những hệ thống đèn LED tương đối hiện đại. Ở đây thì chúng ta có thể quan sát thấy tầng tầng lớp lớp chạy dọc từ đây sang phía bên địa phận huyện Nghĩa Hưng và thuộc địa phận xã Nghĩa Minh. Dưới này thì không còn một cái phần máy móc và sắt thép gì nữa, bởi vì cây cầu đã tương đối hoàn thiện rồi, chỉ chờ trải nhựa pha nữa thôi. Ngày hôm nay thì cháu biển thấy rất ít công nhân làm ở trên phía mặt cầu. Ở đây có một ngôi nhà được xây mới khi mà cây cầu đi qua. Đây là cái con đường cũ đây mọi người, khi mà đi ra phà đống cao. Sắp tới thì chúng ta sẽ có cây cầu được thông xe và đưa vào sử dụng. Đây đang thuộc địa phận xã Yên Nhân, huyện Ý Yên nha mọi người. Và đây là lối vào đây mọi người. Gió biển sẽ vòng vào để mọi người quan sát từ phần phía đường trục kinh tế biển, rẽ thẳng vào hướng cầu đống cao xem như thế nào nha mọi người. Đấy thì đằng này đang có một cái máy múc đang cào phần đất ở phía dưới. Đó. Ô, cái phần đầu dốc mố này đã được trải nhựa phan rất là đẹp rồi mọi người ạ. Đây này, có một xe tải đang đi. Nếu như sẽ có cầu đống cao 2 thì bên kia chắc chắn là sẽ dành một phần đất như thế này, tương tự như thế này để xây dựng một nửa phần đường nữa. Và phía giữa này thì thưa quý vị chắc chắn là sẽ là giải phân cách đây mọi người. Đấy, giải phân cách chờ sẵn đó. Mọi người có thể quan sát. Hệ thống đèn chiếu sáng được thiết kế phía bên tay phải, và sau này thì cũng sẽ thiết kế ở phía bên tay trái nữa, là tương đối là đầy đủ và đồng đều. Bây giờ thì dấu hiệu đã tới phần dốc mố rồi. Mọi người quan sát là thấy khá là ok. Đây, chỗ này bây giờ sắp tới là đất lên giá lắm đây mọi người. Có thể là cái phần đất có thể buôn bán được. Đấy. Sẽ lên giá rất nhiều, rất là chất lượng. Đây, đang thấy mấy bác đạp xe. Ở trên kia thì hiện tại thì khá là đẹp rồi. Rồi, và vừa xong thì gió biển vừa chia sẻ đến quý vị và các bạn những cái hình ảnh về cái phần đầu dốc mố của cầu đống cao. Như vậy là sẽ sắp đưa vào sử dụng, và gió biển vừa đi một vòng và trở lại con đường cũ đây. Video clip này thì gió biển quay những cái hình ảnh về phần dốc mố.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.